Và xin chào các bạn, đây là không gian quen thuộc của các bạn đây, có thể nó hơi bừa bộn nên các bạn thông cảm cho mình nha. Thì hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái clip về haul. Thì hôm nay mình vừa mới mua ở Tài Lạc Sao rất là nhiều thứ luôn. Tại vì lâu lắm rồi mình không có mua mỹ phẩm á, và cũng không có ra ngoài, nên là nên quyết định là tiện thể mua luôn. Với lại thật ra hồi nãy á, sau khi uống cà phê xong thì mình định đi bắt sần cơ, nhưng mà trời bỗng nhiên mưa to. Thế là mình kế hoạch đi làm nail cũng không được luôn, tại vì nó đóng cửa. Và kế hoạch mua ở Bassan cũng không được luôn, nên mình đã quyết định chạy vào Tà Lạt Sao cho gần nhà. Và thế là mình đã mua một đống mỹ phẩm các bạn ơi, tốn tiền lắm luôn á. Nhưng mà thôi, sẵn mình sẽ quay lại cho các bạn xem luôn về hôm nay mình đã mua những gì nha. Thì đầu tiên á, mình có mua một cái mới vào thì mình chỉ định mua mát thôi, cho nên là tất nhiên là mình sẽ mua mát rồi. Đây, đây là những cái mát. Mát về đậu xanh. Rồi đây, mát mình mua có mấy cái thôi các bạn, tại vì mình muốn thử cái loại này xem nó như thế nào. Mình có mua mát đậu xanh. Mát đậu xanh đây, nó có giá 6.000, 6.000 kip nhân 2 tầm 13.000 Việt cũng được. Rồi mát gọi này là mát bạc hà. Mát bạc hà đó, cái mặt mình dạo gần đây mà không có mát đó thì thôi, chứ cái mặt tàn tạ lắm luôn á. Các bạn thấy không, mặt mình bữa nay á có dấu hiệu lão hóa rồi, kiểu thâm mụn, cho nên là nó không có hết luôn á. Còn hồi xưa á, mặt nó chỉ biết vết một xíu, nhưng mà một thời gian sau là hết liền à. Rồi tiện thể đó thì vì là trong cái hàng mát, cho nên tự nhiên mình lại mua cái bột này là bột nghệ. Mình nghĩ là sẽ dùng cái này để mà trộn với sữa chua, cũng là đắp mặt hoặc là tẩy tế bào chết. Dự định là như vậy, nhưng mà không biết khi sử dụng là thế nào. Đây, mình sẽ sau khi mà mình sử dụng mình sẽ quay lại cho các bạn xem là cách sử dụng của nó nha. Mình thấy thích trải nghiệm những cái sản phẩm lạ lạ một xíu thì toàn là mua trước về xong mới biết cách sử dụng không à. Hoặc là mình có thể search tên này trên Google để hỏi giống như là cách sử dụng của cái sản phẩm này. Ok, giống như mình nói ở video trước thì ở Lào đa phần toàn là sản phẩm về của Trung Quốc hoặc là của Thái Lan. Ngoài ra cũng có nhập khẩu mỹ phẩm giống như mấy cái mát này nè, là của Hàn Quốc nè, mọi người nhập khẩu tới để bán. À chết, mình nhìn lộn giá các bạn ơi. Cái này sao 60.000 chứ không phải là 6.000 hả? À không, 6.000 một miếng, chắc 60.000 một hộp. Hết hồn. Thì nào này tính tiền. Rồi, cái này thì mình thấy cái sản phẩm này nhiều anh chị đã đăng lên lắm rồi, nhưng mà mình muốn thử cái xịt bưởi này xem nó xem sao. Cái này thì là sản phẩm của Việt Nam nha, của Vizuli Cosmetics. Mình thấy trên hội Việt Lào có nhiều chị nhập sang bán lắm, thì mình muốn thử xem là cái sản phẩm nó có thực sự tốt hay không. À, mình sẽ xài và review cho các bạn biết nha. Thì bộ sản phẩm theo như mình biết là có dầu gội nè, dầu xả và xịt bưởi. Thì cái này mình chỉ mua xịt bưởi để thử thôi. Còn dầu gội, dầu xả thì thật ra hồi trước tới giờ mình cũng chưa thử bao giờ. Thì mình muốn thử cái này xem nó như thế nào. Nếu mà ok thì mình mới mua hai cái sản phẩm kia. Tại vì hồi giờ đầu mình rất là dễ bị gầu, cho nên mình chỉ xài hợp với Bentin và dùng dầu ủ tóc thôi. Chứ mình không thể dùng đô, mặc dù nó thơm, nó mềm tóc nhưng mà lại bị gầu á các bạn. Cho nên mình cũng không mạo hiểm đổi sang sản phẩm khác. Đây, mình cũng tiện thể mua luôn mấy sản phẩm này thì bình thường. Sữa tắm. Rồi, và các bạn biết mình mua gì không? À, cái này người ta tặng thêm cho mình một cái mát nè, Piawa mát. Đây là sản phẩm mát Trung Quốc các bạn, đồ Trung Quốc. Nhưng mà thật ra thì có một số mát mà các bạn mình đi Đài Loan về mua cho xài cũng rất là ok. Thì không biết cái này thế như thế nào. Ok, thì hàng tặng mà, vẫn cứ xài thử. Miễn mát là mình cũng thích rồi. Rồi, và các bạn biết mình mua gì không? Dưỡng da. Cái này mình thấy nhiều chị review trên Facebook rất là nhiều luôn á. Mà từ lâu nay á, mình rất là lười dưỡng tay rồi dưỡng body, cho nên là sẵn cái này thì mình muốn mua một cái sản phẩm nào đó hai trong một. Có nghĩa là mình vừa có thể dưỡng tay được, vừa có thể dưỡng body trắng. Thì các bạn biết không, hồi nãy là mình cũng đã định mua một cái dưỡng tay riêng rồi. Đến khi mình cầm cái sản phẩm này lên, mình bắt đầu phân vân. Tại vì sản phẩm này á, được mấy chị Việt Nam review quá trời luôn, là nó rất là tốt, nó rất là trắng, mềm da. Thì bắt đầu mình nhìn cái sản phẩm kia, mình thấy phát hiện ra là của Trung Quốc, mà sản phẩm không được rõ ràng cho lắm, cho nên là mình đổi qua sản phẩm này. Ok, mình sẽ xài và đương nhiên tất cả các sản phẩm này mình sẽ xài và review cho các bạn hết, yên tâm ha. Tất cả những sản phẩm này mình đều mua ở Tà Lạt Sao Mall. Và nếu như bạn nào muốn, đang ở Viên Chăng, muốn biết là mình mua mỹ phẩm ở đâu, những cái mỹ phẩm này ở đâu, thì hãy comment dưới video, mình sẽ trả lời hết tất cả các tin nhắn của các bạn. Hoặc là có thể inbox Facebook cho mình ha. Rồi, và cái điều mà mình đứng lựa mà tốn thời gian nhất đó chính là cái này nè các bạn. Bảng màu mắt Sivana. Thật sự là từ trước tới giờ mình chưa bao giờ xài màu mắt cả, trừ khi mà đi ra tiệm make up. Còn ở trong nhà, ví dụ như mà lâu lâu mình cần đi đâu thì mình hay sử dụng son môi
để mà apply lên mắt luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì mình thấy rằng là tốt nhất là mình cũng nên có một cái bảng mắt để mà khi mà cần, rồi tiện thể là mình cũng muốn học thêm các make up nữa, tại vì cái gương mặt mình nhìn vậy thôi chứ make up mắt rất là khó luôn á các bạn. Có nghĩa là nó dễ bị già, nó dễ bị dữ, cho nên là mình quyết định rằng là lần này mình sẽ thử make up một cái kiểu nào đó mà mình học. Rồi sau đó mình sẽ rút ra một cái kiểu make up phù hợp với bản thân mình để khi mà có trường hợp nào đó thì mình có thể xuất chiêu luôn, không cần phải chạy ra tiệm, mà ra tiệm có tiệm hợp tiệm không nữa. Có nhiều tiệm họ make up mắt mình rất là đẹp, nhưng mà có nhiều tiệm make up vô một phát là nhìn mắt mình dữ liền luôn, mà nhìn già liền luôn á. Mà nỗi khổ của nhiều người mập á là make up hay làm tóc lên, ví dụ uốn xoăn lên này nọ rất là dễ bị già. Nên là mình quyết định đợt này mình sẽ đầu tư một cái make up này, cái bảng mắt này, để xem thử là kiểu make up nào là phù hợp với mình. Đây là bảng make up Sivana Color. Mình mua cái này chỉ có 60.000 kip thôi các bạn. Đây là sản phẩm của Thái Lan đó. Và đó là ở cái cửa tiệm đầu tiên mình mua nhiêu đó. Sau đó mình qua một cửa tiệm tiếp theo, và mình đã mua cái cửa tiệm tiếp theo thì thật ra là mình đã xem trên Facebook của nó rồi và mình thấy nó sale khá là nhiều. Thì khi mà mình bước vào Đà Lạt sau là mình đi thẳng tới cái hàng hàng này luôn. Hàng này người ta gọi là Bun Alpha, đọc là Bun Alpha phải không ta? Bun Alpha. Mình thấy cửa hàng này nó cũng khá là quy mô, nhìn cũng bự mà đồ giá kiểu giá sỉ rất là rẻ luôn, nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp á. Cái mình mới vào mình xem thử là các sản phẩm, thậm chí trong đó có Estée Lauren hay là cái sản phẩm của La Mer, cái mấy cái brand name nổi tiếng á. Thì ở Lào hầu như mình mua mỹ phẩm thì mình không biết mua ở đâu, mình quyết định rằng là ở chỗ này nó có bán thì quá là ok rồi, vậy là vô hút luôn. Thì đầu tiên cái mà mình mua được ở đây đó chính là một cái foundation. Cái foundation này mình nhớ không nhầm là có giá khoảng 75 cho tới 100 kiếp hay sao á. Tại vì cái bảng giá đó mình thấy nó dán giá rất là dao động. Thế là mình chỉ lượm theo cái màu mình, nó có trong này mình có thích cái tiệm này ở chỗ là nó có phần cho các bạn tester, có nghĩa là nó để các sản phẩm cho các bạn test thử rồi mình có thể lựa chọn được. Thì hồi đó mình thử rất là nhiều màu và mình quyết định chọn màu 102, màu này là màu hơi sáng một xíu, sáng hơn so với da mình. Thì mình apply hết tất cả và mình quyết định chọn màu này, một cái foundation. Cái này là của Maybelline đó các bạn. Ok. Maybelline thì hồi giờ cũng có tiếng rồi, hy vọng rằng nó không làm mình thất vọng. Rồi sản phẩm thứ hai mà mình lượm đó là Return. Cái cream này mình thấy giới thiệu rất là nhiều luôn về việc trị thâm, trị sẹo. Thì mình mua một cái size nhỏ, size này mình nhớ là hình như 6 mấy nghìn á, 6 mấy nghìn kíp á, là khoảng 100 mấy Việt nhỉ. Size nhỏ thì để mình sử dụng thêm xem như thế nào. Mà trong đó mình thấy có một cái chai 5ml của Estée Lauren, mình đứng chần chừ miết, mình không biết là có nên thử hay không. Nhưng mà xong mình nghĩ rằng là thôi, mình sẽ thử cái sản phẩm này trước. Nếu như không ok thì biện pháp cuối cùng sẽ là Estée Lauren. Và đương nhiên cái sản phẩm đó mà xài ok thì thiệt là đau ví luôn á các bạn. Yeah. Tự nhiên cái sản phẩm mà mình ưng cái bụng nhất hôm nay mua được chắc là sản phẩm này quá. Tại vì bữa giờ cái mặt mình bị thâm mụn thì chắc nhiều bạn cũng biết. Và tìm biện pháp để trị thâm mụn thiệt là đến bây giờ vẫn chưa ra. Rồi, cái tiếp theo mà mình mua được ở đây đó là một cái kẻ chì chân mày. Đây, một cái kẻ chì mày. Nó cũng bình thường thôi, không có gì cả, nhưng mà mình chọn cái của Misha. Mình chọn cái chì kẻ mày màu sáng hơn so với màu mình đang sử dụng. Thì mình hy vọng rằng là thường thường mình thấy á, mình sử dụng mà màu sáng á, nhìn mặt mình sẽ kiểu tươi hơn, tây hơn và trẻ hơn. Còn cái việc mà dùng màu hơi đậm nó nhìn nhiều khi mặt mình, đồng ý là nó sẽ có cảm giác tự nhiên hơn, nhưng mà nhìn nó lại hơi dữ. Nên là hôm nay mình quyết định nâng tông lên, chọn cái màu sáng hơn một xíu. Cái này thì tại vì cái cũ của mình nó hết rồi cho nên tiện thể thì mình mua luôn. Và một cây son bé bé xinh xinh. Hồi giờ mình rất hợp với màu đất, màu cam đất, cam nút. Đây là son của gì đó của Thái Lan, Do Trust Me. Thì mình không biết rằng là cái son này nó có ok không. Cái này rẻ lắm các bạn, có 20.000 à. Tính ra chắc tính ra là 50.000 Việt thôi, chưa tới 50.000 Việt. Vì cái son size mini mà, thì mình chỉ muốn người ta giới thiệu cho mình một cái size bự hơn. Nhưng mà cái kia thì mình thấy không ưng cho lắm. Mình thử cái màu này, mình thấy ưng màu này cho nên mình lựa màu này. Mà kể ra ở đây mua cũng gần nữa thì chạy qua hút mấy hồi. Ok, thì son đất của mình trước đó mình xài một cái son của Thái thì nó cũng đã hết rồi. Cái màu này mình xài siêu nhanh hết luôn á. Cho nên là đợt này mình thử cái này xem sao. Nếu như mà ok thì lần sau sẽ mua thêm, mua lại. Nó kiểu vậy. Rồi, đây các bạn. Đây là thành quả của một buổi chiều ngày hôm nay. Mua rất là nhiều. Chủ yếu là mình muốn mua cái này thôi tại vì hết rồi. Mấy bữa nay mình không có kiểu là gội đầu. Đây, foundation. Foundation. Ở đó của mình foundation cũng đã hết. Cho nên là sẵn tiện mình mua luôn. Và mình đang rất kỳ vọng về cái sản phẩm này các bạn.
Ok, và đó cái là cái clip haul của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích video haul. Và các bạn muốn mình review sản phẩm nào trong số này, hoặc là review một cái mỹ phẩm nào đó của Thái Lan, thì đừng quên comment dưới video để mình có thể review cho các bạn về cảm nhận cũng như ưu điểm và khuyết điểm về sản phẩm đó nha. Đừng quên subscribe, like em fan cuộc sống viên trăng của Bíp nha.